Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 6 ngày 14 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của người tuổi Dậu thứ 6 này cực kỳ hanh thông, tiền tài không cần phải cưỡng cầu mà cứ thế tự đổ về nhà. Con giáp này gặp may mắn cực kỳ lớn, khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, Dậu Tý tương phá, xem tử vi phương Đông, người tuổi Tý phải lưu ý làm tốt việc của mình, chỉn chu trong từng chi tiết, điềm báo cho rằng con giáp này dễ bị kẻ xấu hãm hại, chính vì thế mà phải hạn chế mọi nguy cơ có thể tạo ra cơ hội cho kẻ xấu. Thiên tài mang về cho con giáp này vận may tài lộc trong thứ 6 này. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến, không ít thì nhiều, vẫn có tiền trao tay. Đặc biệt, tài lộc trong ngày nhiều nhưng vẫn cần phải chi tiêu, bản mệnh đừng tiêu xài hoang phí mà tiền túi có ngày cũng hết, hãy lên kế hoạch tài chính có những khoản tiết kiệm cho riêng mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tài lộc vượng, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, kẻ xấu ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, người ngay không sợ chết đứng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, trước tiên cần làm tốt việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nhiều khi không phải muốn là được. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, tam hợp cục nâng đỡ rất nhiều cho người tuổi Sửu ngày hôm nay. Tử vi ngày 14 tháng 9 năm 2018 cho thấy con giáp này đang được quý nhân chỉ lối dẫn đường, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Tuy nhiên, trái với sự hanh thông trong công danh, bản mệnh lại gặp nhiều nỗi buồn phiền về đường tình cảm. Tỷ kiên cho thấy tuổi Sửu đang quá cứng nhắc trong cảm xúc, không dám để cho lý trí ngủ yên dù chỉ một phút giây. Bản mệnh có thể khiến cho người ấy tổn thương vì những suy nghĩ của mình. Con giáp này cần phải hiểu rằng tình yêu là chuyện của cảm xúc, của con tim chứ không phải của lý trí để có thể mang đến hạnh phúc cho bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tổn thương khó chữa lành. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, công danh tăng tiến. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đạt được nhiều thành quả lớn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đừng khiến cho người mình yêu thương phiền lòng. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, chính quan xuất hiện trong vận trình thứ 6 này của tuổi Dần. Bản mệnh nhờ thế mà đang có những bước tiến khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp bằng chính sức mình. Tuổi Dần có tinh thần trách nhiệm cao, không để mình lùi bước trước khó khăn trở ngại. Con giáp này luôn đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu, không ngừng nhìn theo mục tiêu đó để làm việc. Song về đường tình duyên thì bản mệnh không được may mắn cho lắm. Mộc kim tương xung, người độc thân vướng phải nhiều nỗi phiền lo, không có niềm tin vào tình yêu mà chịu cảnh cô đơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy nhìn mục tiêu và tiến bước. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, niềm tin đã mất thì khó tìm lại. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tình duyên ảm đạm, không có vận may. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cơ hội đến đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chuyên tâm phát triển con đường công danh sẽ tốt hơn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, theo dõi tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Mão phải đối mặt với cục diện tương xung, đào hoa xấu đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình yêu nếu như không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái. Đừng để đối phương hiểu lầm, càng không cho những người xung quanh có cơ hội để đồn thổi sai sự thực. Thiên quan giáng xuống, bản mệnh có thể sẽ cần đến nhiều may mắn để có thể vượt qua được những khó khăn trong ngày hôm nay.
tuổi Mão dễ bị tiểu nhân hãm hại, công việc vì thế mà khó có thể đạt được thành công. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, đừng để điều tiếng xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, tiểu nhân hãm hại, gặp chuyện chẳng lành. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, càng giấu giếm càng khiến mọi chuyện nghiêm trọng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nếu không làm chuyện xấu thì đừng nổi đét mặt. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, Thìn Dậu nhị hợp, người tuổi Thìn mạnh mẽ tự tin, công việc nhờ thế mà trôi chảy suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Con giáp này được mọi người yêu quý, tận dụng được nhiều mối quan hệ, giao cho công việc của cấp trên. Kiếp tài giáng họa, đường tài lộc của bản mệnh gặp nhiều trắc trở, bản mệnh có thể gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn, không để cho tiền chi tiêu vượt mức chi tiêu của mình. Con giáp này cũng khá lo lắng khi tiền trong túi không ngừng rơi ra, nhưng với sự tự tin của mình, tuổi Thìn biết mình hoàn toàn có khả năng kiếm lại được số tiền đó, thậm chí còn nhiều hơn, nên thay vì lo lắng thì dành thời gian nghĩ cách kiếm tiền còn hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tài lộc tiêu tan ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, mạnh mẽ và tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy tận dụng những gì mình đang có. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, điềm báo phá tài, tiêu tan tiền của. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, công việc có nhiều biến chuyển tốt. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ Dậu bán hợp. Xem tử vi ngày 14 tháng 9 năm 2018, người tuổi Tỵ tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ, dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh đừng vội hoài nghi, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không thể. Tình yêu thăng hoa rực rỡ với tốc độ quá nhanh khiến cho chính bản thân con giáp này cũng phải ngỡ ngàng khi không thể ngờ được mình có thể đắm chìm sâu trong bể tình nhanh đến thế. Chính quan cho thấy tinh thần lạc quan giúp tuổi Tỵ nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công việc với tốc độ chóng mặt. Mọi người ai nấy phải ngạc nhiên khi mà con giáp này xuất chiêu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tình duyên vượng, dễ tìm được người thương. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, không có khó khăn nào ngáng trở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đôi bên cùng có chung cảm xúc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng để khó khăn khiến mình lùi bước. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, lịch vạn niên tiết lộ thiên ấn sẽ xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ. Con giáp này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc, song những khó khăn đó chẳng thể làm khó được tuổi Ngọ. Bản mệnh cố gắng phát huy hết sức mình những lợi thế đang có, cũng như đào sâu tìm tòi, từ đó khám phá ra thêm nhiều tiềm năng trong con người mình. Bản mệnh khiến cấp trên cũng phải bất ngờ với màn thể hiện của mình. Có điều đường tình duyên của tuổi Ngọ lại kém phần suôn sẻ, kim hỏa tương xung, tình cảm đôi lứa bị cản trở bởi những mối quan hệ không mong đợi. Bản mệnh tinh tường trong công việc nhưng có phần ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn có thể khiến cho người khác bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, hãy mong chờ cú lội ngược dòng ngoạn mục. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tình duyên kém sắc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đôi lứa dễ bị chia lìa. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, người tuổi Mùi có tỷ kiên nâng đỡ nên thêm phần tự tin, quyết đoán hơn trong ngày thứ 6 này. Bản mệnh đang đứng trước quyết định khá quan trọng trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Con giáp này có nhiều lựa chọn,
nhưng phải chọn sao cho chính xác là áp lực lớn mà tuổi Mùi thấy sợ hãi, nhưng bản mệnh vẫn tự trấn an bản thân, bình tĩnh lại để có sự sáng suốt cần thiết khi này. Thổ sinh xuất cho kim, đào hoa ảm đạm. Các cặp đôi không có đủ thời gian dành cho nhau, nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống cuốn hai người đi xa nhau, tình cảm cũng vì thế mà có phần phai nhạt. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, dù sao cũng phải tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, áp lực đè nặng lên vai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, hãy bình tĩnh để có quyết định sáng suốt. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, nhiều tình cảm, nhiều mâu thuẫn. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Theo tử vi 2018, tam hội quý nhân có thể giúp cho người tuổi Thân có cơ hội hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ hai người. Con giáp này dần hiểu ra đối phương quan trọng với mình đến thế nào. Thực ra tình yêu là thứ không phải ai cũng có thể giấu giếm được, cũng rất khó để có thể chống lại sức mạnh của tình yêu. Lý trí có thể chiến thắng, nhưng sau đó chắc chắn bạn sẽ phải chịu đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Thương quan tiết lộ rằng tâm trạng bất an ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần làm việc của con giáp này. Tuổi Thân lơ đễnh, suy nghĩ vẩn vơ cả ngày, không thể nào tập trung vào việc mình đang làm. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tâm trạng bất an hay lo lắng. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, những điềm báo rạn nứt tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, bạn cần tập trung nhiều hơn vào công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, đừng để mình phải hối hận. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi Dậu thứ 6 này cực kỳ hanh thông, tiền tài không cần phải cưỡng cầu mà cứ thế tự đổ về nhà. Con giáp này gặp vận may cực kỳ lớn khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Dậu Dậu tự hình, tiền tài dồn về cùng một lúc quá nhiều cũng có thể gây ra nguy hiểm cho bản mệnh. Con giáp này cần phải giữ kín thông tin về thu nhập của mình, chớ để lộ ra ngoài kéo động tới tà tâm của những kẻ xấu bụng. Kim khí vượng cũng sẽ khiến cho sức khỏe của bản mệnh có phần sa sút. Thời tiết, chuyện mùa khiến cho những người tuổi Dậu dễ mắc các bệnh về hô hấp hay cảm cúm, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, nỗi niềm ái tỏ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, sự nhớ chăm sóc sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, họa phúc khôn lường. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, đừng chỉ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, điềm báo tài lộc vượng. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Lịch vạn niên 2018 cho thấy hôm nay không phải là ngày may mắn với người tuổi Tuất. Cục diện tương hại khiến cho con giáp này dễ chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, anh em. Mình sống hết mình với người ta nhưng chưa chắc vì thế mà người ta sẽ đối xử tốt lại với mình. Bản mệnh cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng thế giới này màu hồng. Kiếp tài còn cảnh báo về họa phá tài đang đến rất gần nữa. Tuổi Tuất tinh thần bất ổn, có thể lấy chuyện mua sắm tiêu xài tiền bạc làm vui, trong phút chốc khiến cho tiền của tiết kiệm bấy lâu tiêu tán. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tình cảm rạn nứt, đôi bên mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, anh em cũng có ngày trở mặt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tiền bạc tiêu hao nhanh chóng. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, không đủ tự trọng thì khó làm nên chuyện. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, điều gì người khác muốn chưa chắc là điều bạn muốn. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Theo dõi tử vi hôm nay, người tuổi Hợi có điểm báo thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Chính quan nhập cục
tạo ra cơ hội cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, nổi trội hơn hẳn giữa đám đông. Đường tình duyên vượng sắc, may mắn dường như trao cho con giáp này quá nhiều niềm vui. Người độc thân sẽ cảm nhận được tình yêu đang trở lại rất gần mình, chỉ cần bạn mở lòng ra là có được tình yêu. Vợ chồng tuổi Hợi cần phải tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, dù vẫn còn khúc mắc, nhưng ít nhất với tình yêu bền chặt, hai bạn có thể vượt qua những bão giông đang chờ đợi phía trước. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tình duyên vượng, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đôi lứa về lại bên nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, công danh thắng tiến. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đừng mất công vào những việc vô bổ. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bạn phải biết mình cần có điều gì. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.